Nằm ẩn mình giữa những cánh rừng rậm rạp của Uganda, thác nước nổi tiếng Murchison Falls là một trong những điểm đến độc đáo và lý thú nhất trên sông Nin. Với sức mạnh vô tận, dòng nước từ sông Nin chảy qua một hẻm núi đá chật chội, tạo ra một phong cảnh hùng vĩ và đẹp đẽ đến ngỡ ngàng. Những dòng nước cuồn cuộn của sông Nin đổ qua hẻm núi hẹp, tạo thành một dòng thác cao và hung dữ, chảy thẳng xuống những tảng đá bên dưới, tạo nên cảm giác rung động trong lòng người đến thăm. Âm thanh vang vọng từ sức mạnh của thác nước như âm nhạc tự nhiên, thu hút và lôi cuốn mọi du khách. Khám phá Murchison Falls không chỉ là việc trải nghiệm về thiên nhiên mà còn là cơ hội để chiêm ngưỡng cảnh quan hoang sơ và phong phú của vùng đất Uganda. Cảm giác thư giãn và kỳ vĩ khi đứng trước vẻ đẹp hoang sơ của thác nước sẽ làm cho mỗi chuyến đi trở nên đáng nhớ và tuyệt vời hơn bao giờ hết. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng bên bờ của một đầm lầy mù mịt ở Limpopo, Nam Phi. Trong tầm tay bạn, bạn nắm một chiếc ống kính zoom và từ xa, bạn nhìn thấy một con cá sấu ninh lơ lửng trên mặt nước đầm lầy đục ngầu. Vẻ nhô lên mạnh mẽ và bất ngờ của nó làm cho nó trở nên thật sự ấn tượng và đáng sợ. Với vẻ đẹp hoang dã và mạnh mẽ của mình, con cá sấu ninh thể hiện sự uyển chuyển và sức mạnh tối thượng trong thế giới tự nhiên. Vóc dáng to lớn của nó với cơ thể đầy sức sống cho thấy sự tự tin và quyết đoán của loài vật này, khiến cho bất kỳ ai cũng không thể không ngạc nhiên và kính phục. Chính vẻ đẹp tự nhiên và sức mạnh không gì sánh bằng của con cá sấu ninh trên hồ lầy đục này làm cho mỗi khoảnh khắc đều trở nên lôi cuốn pha lẫn ma mị và đáng sợ. Đây thực sự là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ cho những ai yêu thích khám phá và tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên hoang dã. Điểm đến tiếp theo, hãy cùng mình bước chân vào vùng đất hoang dã huyền bí của Kruger Nation Bắc ở Nam Phi, nơi mà sự hòa mình với tự nhiên làm cho mỗi khoảnh khắc trở nên đầy sức sống và kỳ diệu. Điều đặc biệt là, trong không gian hẹp của nước nông, bạn có thể bắt gặp con cá sấu ninh, Crocodylus niloticus, đang trôi lơ lửng nhẹ nhàng, cứ tưởng như một thân cây mục rỗng đang trôi trên dòng sông, chẳng có gì đang ngạc nhiên cho đến khi thân cây đó chuyển động một cách lạ thường. Một con cá sấu ninh, với vẻ ngoài mạnh mẽ và uyển chuyển, thảnh thơi trôi nổi dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời xuống trên mặt nước lặng lẽ. Bộ da màu xanh lá cây sâu thẳm của nó phản chiếu ánh sáng, tạo ra một hình ảnh đẹp đến khó tin, nhưng cũng đầy sự đáng sợ. Trong sự yên bình của môi trường tự nhiên, con cá sấu ninh giữa nước nông, chúng lặng lẽ chờ đợi cơ hội để săn mồi. Đôi mắt lớn nhìn chằm chằm xuống dưới nước, sẵn sàng bắt lấy mọi cơ hội để thỏa cơn đói khát của chính nó. Đây không chỉ là một trải nghiệm đầy kích thích, mà còn là cơ hội tuyệt vời để khám phá và hiểu biết sâu sắc hơn về sự đa dạng và quyền uy của thiên nhiên hoang dã tại Kruger Nation Park. Trong đoạn video này, chúng ta được chứng kiến một pha quay ấn tượng của một con cá sấu ninh đang phơi nắng tại Kruger Nation Park, Nam Phi. Một hình ảnh đầy ấn tượng và quyến rũ khi con cá sấu nằm yên bên bờ hồ, tận hưởng ánh nắng mặt trời chiếu sáng mạnh mẽ. Với vóc dáng mạnh mẽ và đôi mắt lớn, con cá sấu tự tin bảo vệ phần lãnh thổ của mình. Bộ da màu xanh đậm của nó tương phản nổi bật trên bờ đất nắng ấm, tạo ra một hình ảnh đầy sức sống và uyển chuyển. Khám phá cảnh tượng này, ta không chỉ cảm nhận được sự yên bình và thanh thản của con cá sấu khi nó nằm dài dưới ánh nắng mặt trời, mà còn hiểu được cách mà loài vật này tận hưởng cuộc sống tự nhiên và tạo ra một phần của vẻ đẹp hoang dã tại Kruger Nation Park. Chúng ta đang được chứng kiến một pha hiếm hoi và đầy cuốn hút khi một con cá sấu ninh đang tận hưởng ánh nắng mặt trời bên cạnh một con hạc mỏ vàng đang tìm kiếm thức ăn tại Kruger Nation Park. Cảnh tượng này đem lại một hình ảnh hòa quyện giữa sự uyển chuyển và sức mạnh của con cá sấu cùng với sự tinh tế và nhanh nhẹn của con hạc mỏ vàng đầy tự tin. Hai loài vật này tồn tại cùng nhau trong cùng một không gian, tạo nên một bức tranh tự nhiên đầy màu sắc và cuốn hút để ta có thể cảm nhận được sự phong phú và đa dạng của cuộc sống hoang dã tại Kruger Nation Park, nơi mà các loài vật sống cùng nhau trong sự cân bằng và hài hòa. Đây là một cơ hội đặc biệt để chiêm ngưỡng và tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên của thế giới hoang dã. Chúng ta lại được chứng kiến một hình ảnh đầy kỳ diệu khi một bầy cò nhạn châu Phi đang cùng nhau phơi nắng bên cạnh những con cá sấu ninh tại Kruger Nation Park, Nam Phi. Cảnh tượng này đem lại một cảm giác hài hòa và kỳ lạ khi hai loài vật hoang dã này chia sẻ cùng một không gian. Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, các chú cò nhạn châu Phi đứng tự tin và thanh thản,
trong khi những con cá sấu ninh nằm yên bên dưới nước, tỏ ra thong thả và bình yên. Cảnh quan tự nhiên độc đáo và phong phú của Kruger National Park tỏa ra sự huyền bí và lôi cuốn không thể chối cãi. Con cá sấu ninh, Crocodylus niloticus, là một loài cá sấu lớn và đáng sợ. Con cá sấu ninh là một trong những loài cá sấu lớn nhất trên thế giới, có thể đạt đến chiều dài lên đến 5-6 mét khi trưởng thành. Con cá sấu được thường lớn hơn con cái. Chúng có vóc dáng mạnh mẽ và thể hình lớn, với thân hình ấn tượng và cơ bắp phát triển mạnh mẽ. Phần đầu của con cá sấu ninh có hình dạng hơi nhọn và góc cạnh. Lớp da của con cá sấu ninh được bao phủ bởi những cái vảy sáng bóng, có thể giúp chúng lướt nhanh và linh hoạt trong nước. Phần thân trên của con cá sấu ninh thường có màu xanh olivine hoặc xám đậm, với các vết đốm hoặc sọc màu đậm. Phần dưới thân thường có màu nhạt hơn, thường là màu trắng hoặc vàng nhạt. Đuôi của con cá sấu ninh dài và hẹp, giúp chúng di chuyển trong nước một cách nhanh chóng và linh hoạt. Đặc điểm nổi bật khác của con cá sấu ninh là đôi mắt lớn và lưỡi háp đầy sức mạnh. Trên những vùng đất hoang dã của Nam Phi, bức tranh thiên nhiên vô cùng đa dạng và phong phú, với những rặng núi mênh mông, thảo nguyên bao la và các dòng sông hùng vĩ. Đây là nơi mà sự sống rực rỡ và hoang dã tự nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên độc đáo và ấn tượng. Nhìn từ xa, khắp nơi là những cánh rừng rậm phong phú, nơi mà những loài động vật hoang dã điều hành cuộc sống của mình trong sự tự do và vẻ đẹp tự nhiên của thiên nhiên. Có thể nghe thấy tiếng kêu của linh dương, tiếng gầm của sư tử, hay cả âm thanh rỉ tai ngọt ngào tán tỉnh hay âm thanh ồn ào báo động nhau của bầy khỉ trong rừng sâu. Trong không gian tự nhiên hùng vĩ này, không thể không nhắc đến một loài vật kỳ diệu và đáng sợ, con cá sấu sông Ninh, Crocodylus niloticus. Là một biểu tượng của sức mạnh và sự sống, con cá sấu Ninh đã thích nghi và tồn tại trong môi trường đầy thách thức ở Nam Phi. Điều đặc biệt nhất về con cá sấu Ninh chính là sự hoàn hảo trong thiết kế sinh học của chúng. Với vóc dáng mạnh mẽ và bộ răng sắc nhọn, chúng là kẻ săn mồi tàn bạo, nhưng cũng là những nhà thích ứng xuất sắc trong môi trường sống khắc nghiệt. Sự linh hoạt và sức mạnh vượt trội của con cá sấu ninh là điều không thể phủ nhận, khiến cho loài này trở thành một phần không thể thiếu của cảnh quan hoang dã của Nam Phi. Cá sấu sông Ninh, Crocodylus niloticus, thích ứng với nhiều loại môi trường sống khác nhau, từ các con sông lớn, hồ nước đến các đầm lầy và bãi cát ven biển. Ở châu Phi, con cá sấu ninh phân bố khắp nơi, từ các vùng sa mạc và thảo nguyên đến các hệ thống sông lớn như sông Ninh, sông Zambezi và sông Congo. Chúng thường được tìm thấy ở các hồ nước lớn như hồ Victoria, hồ Albert và hồ Edward. Trong các môi trường nước ngọt, con cá sấu ninh thường sống ẩn mình dưới nước, đặc biệt là ở các khu vực có bờ cát, bãi bồi hoặc đầm lầy. Chúng sẽ ra khỏi nước để bắt mồi hoặc để phơi nắng trên bờ. Ngoài ra, con cá sấu ninh cũng có thể được tìm thấy ở các khu vực ven biển, trong môi trường nước lợ ven biển và những con sông nhỏ trước khi chúng đi vào đại dương. Cá sấu là một thợ săn tài ba trong thế giới tự nhiên và cách chúng săn mồi đầy đáng kinh ngạc và khó tin. Khi săn mồi, con cá sấu ninh thường tiếp cận mục tiêu một cách rất tinh tế, hầu như không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Chúng thường lặn sâu dưới nước, chỉ để lộ phần đầu và đôi mắt, như một bóng ma đang chờ thời cơ hoàn hảo. Khi mồi tiếp cận vùng nước, con cá sấu ninh sẽ nhanh chóng nhảy ra và cắn chặt mồi một cách bất ngờ. Hàm răng của chúng đủ khỏe để giữ chặt và xé toạc thịt một cách hiệu quả nhất. Khi con mồi đã bị giữ chặt bởi hàm răng, con cá sấu ninh sẽ sử dụng những chuyển động cuộn tròn của cơ thể để xoay và ghì mạnh con mồi, siết chặt xé nát và nuốt chửng nó một cách dễ dàng. Quá trình nuốt mồi thường diễn ra một cách nhanh chóng và khá bất ngờ, thể hiện sự uyển chuyển và sức mạnh vô song của con cá sấu ninh trong tự nhiên.